Dạ, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, sáng sớm hôm nay hai chị em ra đồng lượm chuyến dịch và làm bữa ăn cho gia đình nha. Dạ, thì con cũng mời ông bà cô chú cùng đi lượm chuyến dịch với hai chị em luôn. Dạ, bây giờ tới chuồng dịch rồi. Ủa, có hai con ra ngoài rồi kìa. Ui, dữ quá. Con gà trống nữa kìa. Thì chị dựng này qua bên kia đi chị. Sáng nay ở ngoài nước lớn, nước nhiều. Để cho nó ăn chút đi, nó lụm. Để cho bà dịch ăn chút đi. Ủa, bữa nay mấy trứng ở ngoài. Quá trời luôn nè. Để gớt ở ngoài. Để bước vô luôn đi, chỗ qua anh đây đi. Bây giờ bước vô. Rồi đi ra luôn. Ra luôn con ơi. Để thức ăn vậy đó, khi nào dịch muốn ăn là lên ăn à. Sáng thải ra ngoài này đẻ cặp mé rớt tung lum chưa, này rớt cặp mé nhóc chân nè. Để chị lấy cái thùng lụm mấy chiếc ở ngoài nè, có cái gỗ nè, hai gỗ nè. À mà dưa hồi đó để trứng chưa, gỗ để trứng sạch thôi. Rồi giờ mình bắt đầu lụm trứng nè, thôi để vô hùng bây giờ. Đây, trứng ba trứng thôi, đem để gỗ nhỏ như ngoài đi, nhỏ này trước đi. Bốn trứng làm ổ cặp mé nè. Năm trứng. Giờ mình bắt đầu lụm trứng. Lụm ở ngoài trước, tới trong ngõ hết rồi. Nè chị Cưng để chung gỗ đi. Mấy trứng này mình vô mình gỗ rồi. 10 trứng. 10 trứng thôi. Này nữa 15 trứng. Vừa lụm vừa đếm. Rồi hết rồi. Wow, bên đây ổ quá chừng luôn nè. Đây 6 trứng nè. Có con đang đẻ kìa. Còn đang đẻ. Nó chưa có gà. Đây 6 trứng nữa. Nói như 15 rồi không? Với 6 là 21. 21. Qua ổ kia lượm trước đi. Hai ổ trong đây nè. Hai ổ trong đây nhiều lắm nè. Trong đây trứng sạch rồi. 21 rồi phải không chị? 21. Sáng dịch đẻ chưa xong còn đang đẻ. Hài lòng. Ba chục. Ba mươi ba. Hết rồi. Tới ở bên đây. Dịch lên này nữa là 35. Qua trong đây nữa. Có trứng. Này trứng gì nè, trứng cò. Trứng vịt cò, trứng xanh. 40. Này trứng hay hào quá ha, trứng bự bự không. 44. Rồi hết đi. Mình vịt này sao. Vịt gần đó. Chưa đẻ xong. Lụm mấy trứng ghê gớt vào đây đi. Dương lụm mấy trứng ở ngoài. À, nó ngoài đây có ngổ rồi nè. Nãy 44 rồi. Dưới đây 4 trứng nữa nè. Bốn mươi tám. Bốn mươi tám rồi. Ồ.
Ui, bữa nay đẻ rớt ở ngoài nhiều. 49 là phải không? 50. 51. 53 đó. Năm 4, năm 5, năm 6, năm 18. Đã luôn. Vì để cái gỗ này bên đây. Mấy trứng ngoài lụm hết rồi. Canh dịch tới xong chưa? Vậy 58 trứng. Còn hai cái ổ ở trong. Mình lụm bốn ở ngoài. Cái gỗ kia đằng kia phải không? Cái này nè, lấy này. 58 trứng rồi đó. 60. Này. 65. 65. 70. 70. Bữa nay trứng đều đều với nhau. Này trứng bự hết. 74. 4. Còn anh dịch đó kìa. Vậy là 74 trứng rồi đó. Còn cái ổ đó. Anh còn ấp trứng. Thôi đi xuống với bạn đi. 4 là 75 thôi. Tám mươi. Tám mươi lăm. Tám mươi lăm. Dưới đây 5 trứng nữa. 90. 90 trứng. Hôm nay được 90 trứng vậy. Ồ, cái trứng này còn ấm luôn nè. Dịch nó nằm nãy giờ. Ồ, 90. Ồ, cái này cái vỏ. Cái vỏ. Bữa nay được 90 trứng chẳng nè. Hết rồi. Nay dịch đẻ được 90 trứng đó bà cô chú. Đây bữa nay hai chị em lụm được hai gỗ trứng dịch. Trứng này hiện chút mình vô mình rửa lại cho sạch. Ồ, con gà ác kìa. Đi, giờ mình đem vào trại chuẩn bị làm bữa ăn. Được không? Đây. Đây, quên một gỗ đi thôi. Giờ dịch ra ngoài đường nước, vuốt theo đường nước hết rồi. Còn dây điện này cha, phải chói lên cao. Không gót nữa. Dạ, sáng hai chị em ra lượm trứng rồi, bây giờ vào chòi làm bữa ăn nha bà cô chú. Dạ, hôm nay thì hai chị em cùng với mẹ với cô Bảy chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Dạ, hôm nay sẽ làm các món ăn từ trứng vịt nha. Dạ, hôm nay sẽ làm 3 món. Món đầu tiên là sẽ món thịt kho trứng. Dạ, món thứ hai là món chả phượng ha. Chả phượng. Dạ. Với một món nữa là trứng luộc hồng đào đó bà cô chú. Món cuối cùng dễ nhất. Bỏ biết luộc trứng đó, ra hồng đào ơi. Trứng luộc hồng đào. Chắc trứng luộc nó phải canh. Canh gì? Mình muốn luộc hồng đào mình phải canh về phút á. Canh 5 phút. Dạ. Bắt nước sôi rồi 5 phút không mẹ? Đúng rồi, thả vô 5 phút là vừa hồng đào cũng 7 phút rồi nó đặc quẹo rồi đi. Dạ. Còn 3 phút là nó còn ấy. Còn lỏng. Còn lỏng. Dạ, nãy giờ mẹ rửa thịt heo sạch rồi. Bên đây thì làm thịt bằm. Dạ, chả phượng thì mình làm thịt bằm nha bà cô chú. Bằm cho nhuyễn ra rồi ướp cho vừa ăn.
Dạ cô, để con mới xay để vô. Nó sẽ xay vào hơn là vòng. Cái thịt bằm này ướp rồi. Dạ. Mới để thịt bằm qua đây nè mấy cho dễ. Để ướp rồi nè. Dạ. Chọn rồi nè con để. Rồi. Nhìn đã. Trắng khúc tay. Giờ bảy ướp thịt kho. Cho đường nghe giùm bảy. Mình ướp trước cho nó thấm. Để tỏi nè, dưới ớt. Ớt mình đâm nhuyễn kìa. Mở nước mắm, nước mắm mình phải cho vô miếng nước mắm ngon luôn đi con. Rồi. Ớt từng này ướp nó đỏ lắm nè. Dạ. Nhờ cái ớt này không cay đó. Ớt này có màu đẹp. Dạ. Trái bự. Giờ con lấy trứng nha. Quan trọng nhất hai trứng là được. Để qua đây đi. À, đây nè. Em cái gỗ trứng hai chị em lụm lúc sáng. Lấy hai trứng trước đi. Bữa nay nhà có trứng vịt thì mấy mẹ con làm món ăn từ trứng vịt nha bà cô chú. Cho vô tí hạt nêm. Này mình chén cái trứng cho mỏng luôn bà cô chú, đánh cho nó đều hết. Rồi biết ra đây. Này em lấy. Giờ mẹ qua chén phòng dịch thôi bà cô chú. Chút xíu đi, chút xíu đi. Chút cho nóng nè. Nóng chảo rồi nè. Giờ mẹ chán trứng để cuốn chả. Này hai trứng hơi nhiều thế mà. Trứng bự rồi, này trứng bự rồi. Rồi cho lên vậy. Y như bánh xèo luôn. Đập thêm tiếp tục hai trứng nữa. Rồi chín nè. Thêm một cái nữa. Quên. Rồi mày cháy. Trời. Quậy. Quên để hạt nêm. Giờ mình lấy 5 cái trứng cho 7 rửa. Mình luộc hồng đào trước nha. Rồi chút mình luộc trứng để vô cái nồi thịt kho. Mới đưa 7 rửa hết luôn đi chị, rửa một lượt một. Chị rửa một lượt. Rửa một lượt một đi bé. Dạ. Rồi cái mình để cái 5 trứng riêng cái mình luộc vậy đó. Mình phải luộc 2 lần. Tại vì hồng đào mình canh 5 phút là được. Còn trứng mà để vô nồi thịt kho mình sẽ luộc lâu hơn. 3, 6, 8, 10. 10 trứng. Rồi vậy. Nước sôi nha bà cô chú ơi. Giờ mình thả trứng vịt vô mình luộc hồng đào nha. Rồi canh 5 phút đi. Này luộc nãy giờ được 5 phút rồi ông bà cô chú ơi, giờ mình vớt ra nhà để vô thau thau nước đá làm cho nó dễ lột. Nước đá sẽ dễ lột. Thả hộp
Nãy giờ mình bắt cái nồi nước dừa lên rồi, giờ mình cho thịt vào. Thịt ướt nãy giờ nó thấm rồi nè. Mình cho vào cái nồi nước dừa. Múc từ từ vào. Bây giờ bắt đầu mình chụm lửa riêu riêu nha. Mình kho cho miếng thịt nó mềm. Dạ, trong thời gian mình kho thịt á, mình nương ra ngoài đất nè, hái một ít đọt rau lan. Mình vô mình luộc, mình ăn với trứng luộc nha. Dạ, mẹ trồng một hàng rau lan từ ngoài vào trong. Rồi mình cắt mấy cái đọt mình vô mình luộc. Cái đọt lan này mủ dữ lắm luôn á. Cái này trời nắng nóng á, mình phải tưới thường xuyên rau mình mới tốt. Rồi, bao nhiêu là đủ luộc rồi, mình luộc chung với bầu, với củ cải đỏ. Rồi, giờ đi vô chòi. Nên mình hấp một cái nữa mà biết.
Mình để nguyên mình hấp hết hả? Dạ để nguyên chỉ hấp luôn rồi bác, nữa mình sắc ra nữa là xong. Bên đây thì bắt cái nồi nước sôi cho rau vào luộc. Cho Lan vừa mới hái ở ngoài đất nè. Rửa sạch rồi để vô luộc. Cho bầu với củ cải đỏ vô luôn. Giờ mình cho trái trứng vào cái nồi hấp. Mình cho lên cái nồi hấp, đậy nắp lại. Còn bên đây thì bảy đang chiên cơm. Chả mình hấp chín rồi. Để ra mâm luôn. Miếng chả này là nhân đậu que, mình làm cái cánh. Bây giờ Út Tho sắt chả ra, rồi mình làm con phượng vào. Hơi lục lục. Mình hấp con thịt tằm ở trong nó chín hết rồi nè. Thịt mềm mà nè ông bà cô chú ơi, giờ mình thả trứng vô nha. Hãy subscribe.
tôm. Cái mềm mà nè. Dạ, đồ ăn mấy mẹ con cùng với cô Bảy cũng chuẩn bị xong hết rồi. Dạ, hôm nay rất là hấp dẫn luôn nha mà cô chú. Dạ, các Út ăn được chế biến từ trứng. Con gì ông Út? Con công. Công. Dạ. Cái đùa nó xẻ. Nhìn độc đáo không Út? Ừ, đẹp chứ không? Dạ. Rồi con mời cha mẹ, mời ông Út, mời cô Bảy ăn cơm. Dạ, mời ông bà cô chú cùng thưởng thức luôn nha. Dạ, mời cha mẹ, mời ông Út, mời cô Bảy và mời cả nhà dùng cơm luôn. Rồi, mời cả nhà dùng cơm luôn. Dạ, mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cả nhà dùng cơm. Cả nhà dùng cơm. Ăn cơm, cốc bữa nay coi. Cốc à. Con kêu mà con khổ quá nghe luôn. Cốc nó cả dòng họ đi. Nem con chả Phượng là đi chung. Người con công, người kia con phụng. Dạ, dạ. Tại đồ ăn nhiều đồ quá. Dạ. Ăn đồ ăn đi. Hai con. Hai con khác nha. Khác. Ông giờ quyết liệt luôn đó. Công liền. Rồi, bới cho mẹ luôn chị. Thôi miếng ăn. Ô, mẹ phải ăn kìa. Cha bới rồi kìa. Ăn kìa. Xong có nguyên một chiếc xuồng trái cây nghe cổ. Chắc mẹ. Quá hấp dẫn. Cổ Út chấm rau luộc hồng đào tới không đây? Đây là cái muỗng, là cái muỗng để à, trứng vô mới được. Để trứng vô trong cái tô này. Cái trứng này luộc hồng đào mình để qua cái tô nước mắm. Ăn thử miếng chả không Út? Ăn chứ. Hồng đào hả? Gấp tới không? Rồi, mất cái cánh rồi coi. Ăn thử đi không Út? Cái cánh. Bữa hồng dịnh dịnh. Thôi trên. Rồi, đó là hồng đào đúng không? Ngon thôi. Hồng đào. Thì canh 5 phút là vừa luôn. Vì nó béo cái mình chấm rau luộc ngon. Cháo phụng ngang cầu Út rồi. Ừ. 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 Quá rồi, Út thấy cái cánh rồi. Quá rồi, cái cánh rồi. Bữa nay nhà có trứng ăn trứng luôn. Út dèm đi món nào cũng có trứng chứ. Ừ. Cơm cũng chiên trứng nè, trứng luộc hồng đào nè, trứng kho hộp vịt nè, chả phụng trứng luôn nè. Nhìn món nào cũng hấp dẫn luôn. Món nào cũng ngon hết. Món nào cũng ngon hết. Nó làm nghề êm nè. Dạ. Dạ. Nó còn giống sống nè. Ngon lắm. Được rồi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Chấm với rau luộc không Út? Hả? Rau luộc chấm nó ngon lắm. Dạ, với rau luộc. Giúp cho thôi. Cho mấy anh cộng với rồi. Tới rồi, tới rồi. Này cậu Út chấm đi cậu Út. Có mẹ có. Nè nè. Gấp cho mẹ con đi. Hơi xa. Giờ múc qua chén. Múc qua chén này cho cha con với con Út chấm. Đào tới. Này cậu Út, để bánh cậu Út. Đậu ngọt ha. Người nó sắc miếng nào là ăn xứng đáng miếng đó. Bởi cái đó trẻ đâu rồi cũng dễ ăn á. Không, mọi gì thì ngon nè. Dạ. Đúng rồi, gấp hoài không được. Này trồng nắng quá nắng, không có trái nhiều. Dạ.
người cũng muốn héo chơi cây. Từ hôm Tết giờ chưa mưa đám nào hết Út? Chưa mưa đám nào hết, quá nắng. Nắng dữ lắm luôn. Còn tới tháng 4 mưa hả? Tháng 4 à, tháng gì giờ rước bà hả? Ừ. Tháng gì với bà? Tháng 4 âm lịch. Ăn thử món này nhìn thấy đẹp quá. Ngon á. Dạ. Ngon lắm. Cái này làm công phu luôn. Ăn luộc thấy ngon quá. Ăn luộc khi chấm này ngon lắm. Tắt ra chứ ba. Ăn nhiều rau tốt. Củ cà rốt ngọt ngay rồi là. Dạ. Vũ vừa quay lại, chả có tiêu. Chả dai luôn mà. Mẹ cắp chả ở bên đây tới rồi. Ờ rồi. Cái ăn với thịt kho trứng. Bữa nay nhiều món. Gấp món hả? Dạ. Bây giờ không ai ăn thịt, tôi làm miếng coi. Dạ. Thịt này đó tới chiều là nó mới gục luôn á. Ăn nhà con kho nó còn hay thời gian ngắn hạn. Được rồi. Nó chưa được không chứ ăn được. Màu nhóc ở trên. Màu nhóc. Này đậu que hay đậu đũa là ngon quá. Đậu que. Dạ, đậu que. Luộc nó ngọt. Ăn cái đùi. Cái này quá nhiều đồ ăn, món này cũng ngon hết. Cái này có cái món đó là lạ, lần đầu tiên làm. Món chả phượng. Ăn ngon, nhìn bắt mắt cũng lâu lắm chứ buồn nha. Dạ. Có thằng này ăn được không? Được, ăn được luôn. Ăn sống, có thằng sống được mà. Gót mà. Dạ. Dạ. Dạ ông bà cô chú ơi, hôm nay nhà có trứng vịt rồi. Mấy mẹ con cùng với cô Bảy làm bữa ăn chế biến từ trứng vịt nha. Dạ. Bữa ăn rất là ngon luôn. Nương cũng cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, hẹn ông bà cô chú ở video tiếp theo. Dạ, xin chào. Dạ. Dạ.